Lào Cai là một tỉnh miền núi tại phía Bắc Việt Nam, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn được biết đến với những bản đồ du lịch đầy màu sắc và đa dạng. Và đây là một điểm đến tuyệt vời cho những ai yêu thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, văn hóa dân tộc đa dạng và những trải nghiệm du lịch độc đáo. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bản đồ du lịch Lào Cai để tìm hiểu về những địa điểm du lịch Lào Cai hấp dẫn và hoạt động thú vị thu hút nhiều khách du lịch tại Lào Cai các bạn nhé. Hãy cùng nhau bắt đầu hành trình khám phá vùng đất Lào Cai qua những gợi ý thú vị của blog du lịch trong vài phút sau đây nhé. Sơ lược về tỉnh Lào Cai. Lào Cai là một tỉnh vùng cao tại phía Tây Bắc của Việt Nam, không chỉ đẹp về thiên nhiên hùng vĩ mà còn đậm đà về văn hóa dân tộc đa dạng. Từ Hà Nội, các bạn có thể dễ dàng đến được Lào Cai với hơn 300 km theo đường sắt hoặc là khoảng 345 km theo đường bộ. Lào Cai giáp danh với nhiều tỉnh lân cận, phía Đông thì giáp Hà Giang, phía Tây thì giáp Sơn La và Lai Châu, phía Nam thì giáp Yên Bái, phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Là một bản đồ du lịch rộng lớn, Lào Cai như một kho tàng của những địa điểm du lịch thú vị. Trong đó, khi nhắc đến du lịch Lào Cai, chúng ta có thể dễ dàng kể đến những địa danh nổi tiếng như là Sapa, Bắc Hà, Y Tý, Mường Khương, nơi bạn có thể chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ, những thung lũng xanh ngắt và trải nghiệm văn hóa độc đáo của dân tộc thiểu số tại đây. Để biết được chắc chắn mùa du lịch Lào Cai đẹp nhất thì còn phụ thuộc rất nhiều vào sở thích và nhu cầu của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thấy vẻ đẹp độc đáo của hoa đào và hoa mận nở rộ, hãy lựa chọn thời điểm du lịch Lào Cai từ tháng 8 cho đến tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, các bạn cũng lưu ý rằng Lào Cai nằm ở vị trí khá cao so với mực nước biển. Vì vậy, vùng đất này có khí hậu khá lạnh và ẩm vào khoảng từ tháng 1 cho đến tháng 3 hàng năm. Cho nên, nếu bạn ý định du lịch Lào Cai vào thời điểm này thì nên chuẩn bị thêm nhiều áo ấm. Và đặc biệt, nếu may mắn, rất có thể các bạn sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh tuyết rơi tại Lào Cai trong thời gian này đó nhé. Bản đồ du lịch Lào Cai. 1. Các địa điểm du lịch Lào Cai tại Sapa. Nhà thờ đá Sapa. Địa chỉ: thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Nhà thờ đá Sapa còn được gọi là nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi, là một biểu tượng vô cùng đặc biệt của thị trấn Sapa, Lào Cai. Được xây dựng từ những năm 1895, công trình này đánh dấu một phần của quá trình lịch sử và văn hóa của vùng đất núi cao phía Bắc của Việt Nam. Nằm ở trung tâm thị trấn Sapa, nhà thờ đá Sapa thì mang trong mình sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc La Mã và nét đẹp độc đáo của vùng núi, nổi bật với các đường nét kiến trúc thanh thoát và cổ kính, tạo nên một bức tranh tượng trưng của sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên. Cổng trời Ô Quy Hồ. Địa chỉ: thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Giá vé tham khảo 70.000 đồng trên một người. Cổng trời Ô Quý Hồ là một trong những điểm đến nổi tiếng và đặc biệt tại Sapa, là một địa điểm du lịch Lào Cai nổi tiếng mà mọi du khách đều không nên bỏ lỡ. Tọa lạc tại độ cao 2.200 m so với mực nước biển, địa điểm tham quan Lào Cai này thì mang đến một góc nhìn hoàn hảo để các bạn ngắm nhìn toàn bộ vẻ đẹp của vùng núi đồi Lào Cai và dãy Hoàng Liên Sơn. Khi đặt chân đến cổng trời Ô Quý Hồ, du khách sẽ bị cuốn hút bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với những thung lũng xanh ngắt và dãy núi vươn cao ngút trời. Bên cạnh đó, với một không khí trong lành, nơi đây còn tràn ngập sự yên bình và thơ mộng, tạo điều kiện lý tưởng để thư giãn và tận hưởng sự bình yên của thiên nhiên. Thung lũng Mường Hoa, địa chỉ: xã Mường Hoa, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Thung lũng Mường Hoa được cho là một trong những kỳ quan thiên nhiên tại Sapa. Đặt chân đến địa điểm tham quan Lào Cai nổi tiếng này, các bạn sẽ được trải nghiệm một cuộc hành trình ngắm nhìn vẻ đẹp tự nhiên tuyệt diệu với những thửa ruộng bậc thang kéo dài, cao dần dẫn bước lên trên trời cao. Thung lũng Mường Hoa thì mang trong mình một sự hài hòa hoàn mỹ giữa con người và thiên nhiên. Các thửa ruộng bậc thang không chỉ là một biểu tượng về nghệ thuật canh tác của người dân bản địa, mà còn là bức tranh sống động về sự quan trọng của mùa màng đối với cuộc sống của người dân. Và đặc biệt, thung lũng Mường Hoa còn là một kho tàng về văn hóa và lịch sử của các dân tộc thiểu số. Các bản làng nằm sâu trong thung lũng chính là nơi du khách có cơ hội tìm hiểu về cuộc sống, phong tục
tập quán và nghệ thuật truyền thống của các dân tộc như là Hơ Mông, Giao và nhiều dân tộc khác. Đỉnh Phan Xipang. Giá vé cáp treo tham khảo 540.000 đồng trên một trẻ em và 750.000 đồng đối với người lớn. Phan Xipang là một địa điểm du lịch Sapa nổi tiếng, không còn xa lạ với những người đam mê du lịch. Được biết đến như nóc nhà của Đông Dương, Phan Xipang không chỉ là một ngọn núi mà còn là một trải nghiệm tâm linh và phiêu lưu đầy kích thích. Tại đỉnh Phan Xipang, các bạn sẽ có cơ hội đứng trên đỉnh của ngọn núi cao nhất trong khu vực Đông Dương và cảm nhận không khí trong lành mát mẻ, ngao du trong một không gian hùng vĩ. Thác Bạc, địa chỉ Sa Sán Xả Hồ, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Thác Bạc Sapa là một trong những ngọc ngà thiên nhiên của vùng đất núi cao Sapa, thực sự là một điểm đến tuyệt vời cho những ai yêu thích vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ. Tại địa điểm tham quan Lào Cai này, các bạn sẽ được lắng nghe âm thanh của dòng nước hùng vĩ. Từ xa, tiếng nước thác bạc chảy như một bản hòa nhạc thiên nhiên, được ví như tiếng đàn vĩ cầm xuyên qua không gian. Khi đến gần ngọn thác hơn, các bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh và vẻ đẹp mạnh mẽ của dòng nước này như một bản nhạc hùng dũng, làm dậy sóng trái tim của mọi người. Thác Bạc với dòng nước xiết mạnh đổ thẳng từ trên đỉnh xuống, tạo nên những đám bọt nước trắng xóa giống như những đám mây vờn quanh chân thác, đưa du khách vào một cuộc hành trình cảm xúc khác nhau. Thứ hai, các địa điểm du lịch Lào Cai tại Bát Sát. Xã Y Tý. Y Tý tọa lạc tại huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai là một điểm đến đầy hấp dẫn và đang được săn đón bởi đông đảo phượt thủ và du khách yêu thiên nhiên hoang sơ. Với độ cao lên đến 2.000m so với mực nước biển, Y Tý mang trong mình vẻ đẹp hùng vĩ và đa dạng của cảnh quan núi rừng và vùng nông thôn độc đáo. Du lịch Y Tý nổi tiếng với hai mùa đẹp nhất là mùa vàng, diễn ra từ cuối tháng 8 cho đến đầu tháng 9. Lúc này thì những thửa ruộng bậc thang của Y Tý rực rỡ với sắc vàng của lúa chín, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp và quyến rũ. Không gì thú vị bằng là việc đi bộ giữa những thửa ruộng bậc thang và chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt diệu. Mùa thứ hai đáng chú ý tại Y Tý là mùa săn mây, diễn ra vào cuối năm. Và trong khoảng thời gian này, những đám mây bồng bềnh trên đỉnh núi và các thửa ruộng bậc thang tạo ra một khung cảnh mộng mơ và huyền ảo. Cột cờ Lũng Pô, địa chỉ Xã A Mú Sung, Bát Sát, Lào Cai. Cột cờ Lũng Pô, một công trình đặc biệt tại Bát Sát, Lào Cai, tượng trưng cho lòng kính trọng và tưởng nhớ đối với những người lính dũng cảm và những chiến công thầm lặng của họ trong công cuộc gìn giữ bảo vệ Tổ quốc. Công trình này được khởi công xây dựng vào ngày 26 tháng 3 năm 2016 trên diện tích là 2.100m² và mang trong mình một ý nghĩa lớn lao. Lá cờ tại cột cờ Lũng Pô có diện tích lên đến 25m², biểu trưng cho sự đa dạng của văn hóa của 25 dân tộc sống tại tỉnh Lào Cai. Đồng thời, lá cờ này còn tượng trưng cho tinh thần quyết tâm, nghị lực và tình đoàn kết của tuổi trẻ Lào Cai. Vì vậy mà cột cờ Lũng Pô không chỉ là một địa điểm tham quan quan trọng với giá trị lịch sử và tâm linh, mà còn là một biểu tượng của lòng tự hào và lòng yêu quê hương đất nước của người dân Lào Cai. Kỳ Quan San hay là Bạch Mộc Lương Tử, địa chỉ Trung Lèng Hồ, Bát Sát, Lào Cai. Kỳ Quan San còn được gọi là Bạch Mộc Lương Tử là một điểm đến thiên nhiên tuyệt đẹp và được rất nhiều người săn đón tại vùng đất Lào Cai. Nằm tại vị trí có độ cao khổng lồ lên đến 3.406m, Kỳ Quan San nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên đa dạng và thế giới mây mờ ảo diệu. Vì vậy mà Kỳ Quan San không chỉ là một điểm tham quan Lào Cai đẹp mắt mà còn là một thử thách cho những người muốn khám phá và đối diện với thiên nhiên hoang sơ. Và chắc chắn khi đặt chân lên đỉnh núi này sẽ khiến bạn phải mãn nhãn và trải nghiệm một phần của vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt diệu của vùng núi tại Lào Cai này đó. Thứ ba, các địa điểm du lịch Lào Cai tại Bảo Thắng. Khu du lịch sinh thái Thác Mơ, địa chỉ Bản Cầm, Bảo Thắng, Lào Cai. Giá vé tham khảo 50.000 đồng trên một người. Khu du lịch sinh thái Thác Mơ thực sự là một ốc đảo thiên nhiên tại Lào Cai, nơi bạn có thể tận hưởng không gian rộng lớn với cảnh quan thiên nhiên ấn tượng.
và bên cạnh sự thoáng đãng và dễ chịu của không gian xanh mướt, rừng cây và suối nước, Xôi Mơ còn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và hùng vĩ. Khu du lịch sinh thái Thác Mơ không chỉ là một nơi để thư giãn và thư thái, mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình khám phá thiên nhiên tươi đẹp của Lào Cai. Và địa điểm du lịch Lào Cai này sẽ đưa bạn vào một thế giới hoang sơ và hùng vĩ, nơi bạn có thể tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp và cảm nhận sự thanh bình của cuộc sống. Thứ tư, các địa điểm du lịch Lào Cai tại Bảo Yên. Động Tiên Cảnh, địa chỉ Bản Thâu 1, Xuân Thượng, Bảo Yên, Lào Cai. Động Tiên Cảnh tọa lạc trong dãy núi Trẻ, thuộc xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên. Địa điểm tham quan Lào Cai này nổi bật với vẻ đẹp trong không gian rộng lớn, có chiều dài là gần 160m. Và đặc biệt, bên trong của Động Tiên Cảnh còn được chia thành 3 khu vực riêng biệt, độc đáo và nối tiếp nhau, tạo nên một hành trình khám phá thú vị. Động Tiên Cảnh không chỉ là một nơi đẹp mắt, mà còn là một kho báu tự nhiên với rất nhiều nhũ đá có hình dáng kỳ bí, lung linh và huyền ảo. Đặc biệt là Động Tiên Cảnh cũng mang trong mình một phần quan trọng của lịch sử Việt Nam, từng là nơi trú ẩn, bảo toàn lực lượng và chứa lương thảo của quân và dân ta trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong chiến tranh biên giới năm 1979. Hiện nay thì Động Tiên Cảnh không chỉ là một điểm đến du lịch, thu hút bởi một vẻ đẹp tự nhiên, mà còn là một nơi lưu giữ rất nhiều những giá trị về đa dạng sinh học, địa chất, lịch sử và văn hóa, đóng góp vào sự phong phú và đa chiều của du lịch Lào Cai. Đồn Phố Giàng, địa chỉ số 320 quốc lộ 70, thị trấn Phố Giàng, Bảo Yên, Lào Cai. Đồn Phố Giàng là một địa điểm du lịch đặc biệt và nổi tiếng, đánh dấu một phần quan trọng trong lịch sử chiến tranh và kháng chiến của Việt Nam. Địa điểm tham quan Lào Cai nổi tiếng này là một căn cứ quân sự chiến lược quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Hiện nay thì đồn Phố Giàng đã được bảo tồn và khôi phục để trở thành một điểm đến du lịch thu hút nhiều du khách, đặc biệt là những người yêu lịch sử và quan tâm đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp của dân tộc Việt Nam. Tại đây, du khách có cơ hội tham quan các phòng hầm, hầm bí mật và hệ thống đường hầm, nơi lãnh đạo quân đội cách mạng Việt Nam từng tập trung và ra quyết định quan trọng. Thứ năm, các địa điểm du lịch Lào Cai tại Bắc Hà. Thung lũng hoa Bắc Hà, địa chỉ Thải Giàng Phố, Bắc Hà, Lào Cai. Giá vé tham khảo 30.000 đồng cho một người. Thung lũng hoa Bắc Hà nổi tiếng với việc gieo trồng và trưng bày rất nhiều loài hoa đẹp từ khắp các vùng đất của Việt Nam. Thung lũng hoa Bắc Hà là một điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích hoa và muốn tham quan và sống trong một không gian mà đầy màu sắc và thơ mộng. Khi đặt chân đến thung lũng hoa Bắc Hà, các bạn sẽ được bao quanh bởi một biển hoa đa dạng, từ các loài hoa phổ biến cho đến những loài hoa quý hiếm các bạn nhé. Dinh thự Hoàng A Tưởng, địa chỉ thị trấn Bắc Hà, Lào Cai. Giá vé tham khảo 20.000 đồng cho một người. Thời gian mở cửa 8 giờ cho đến 17 giờ. Dinh thự Hoàng A Tưởng hoàn thành vào năm 1921, được coi là một tượng đài của kiến trúc và lịch sử tại Lào Cai. Ngôi biệt thự này thể hiện sự kết hợp độc đáo giữa phong cách kiến trúc Á và Âu, tạo nên một vẻ đẹp vô cùng bề thế và cổ kính. Với màu sơn màu vàng tươi sáng, dinh thự Hoàng A Tưởng nổi bật giữa vùng núi Bắc Hà và tạo nên một điểm nhấn quan trọng ở trong cảnh quan. Điểm tham quan Lào Cai nổi tiếng này không chỉ là một tượng đài của kiến trúc, mà còn là một phần của lịch sử và di sản văn hóa của địa phương, thu hút rất nhiều du khách du lịch ghé thăm mỗi năm. 6. Các địa điểm du lịch Lào Cai tại Simacai. Cánh đồng hoa tam giác mạch xã Lử Thần. Địa chỉ Lử Thần, Simacai, Lào Cai. Cánh đồng hoa tam giác mạch tại xã Lử Thần, Simacai, Lào Cai chỉ cách cao nguyên Bắc Hà chưa đến 10 phút lái xe. Bạn hoàn toàn có thể đắm chìm trong vẻ đẹp độc đáo của cánh đồng hoa tam giác mạch tại địa điểm du lịch Lào Cai độc đáo này. Và địa điểm tham quan Lào Cai nổi tiếng này với những cánh đồng hoa tam giác mạch màu tím hồng trải dài trên các sườn núi và đồi núi. Bên cạnh đó, cánh đồng hoa tam giác mạch ở xã Lử Thần không chỉ là một điểm đến tuyệt đẹp, mà còn là một phần quý báu của văn hóa và truyền thống của người dân tộc tại vùng núi nước ta.
ruộng bậc thang xã Xín Chéng. Địa chỉ: Xín Chéng, Simacai, Lào Cai. Ruộng bậc thang xã Xín Chéng là một trong những biểu tượng về nét đẹp tự nhiên và nghệ thuật nông nghiệp tại Simacai, Lào Cai. Khi đến xã Xín Chéng, du khách sẽ bị cuốn hút bởi khung cảnh của những thửa ruộng bậc thang bao quanh. Những thửa ruộng bậc thang này nối bờ từ trên cao xuống thấp, uốn lượn như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đây thực sự là sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên tuyệt mỹ và bàn tay khéo léo của người nông dân, tạo ra khung cảnh đẹp mắt cho ruộng lúa ở Simacai. Việc bảo tồn và tôn vinh những thửa ruộng bậc thang này không chỉ giữ lại vẻ đẹp tự nhiên độc đáo mà còn góp phần thúc đẩy du lịch và giới thiệu vẻ đẹp văn hóa và nông nghiệp truyền thống của Lào Cai đến du khách từ khắp mọi nơi. 7. Các địa điểm du lịch Lào Cai tại Văn Bàn. Du lịch Lâm Viên Thủy Hoa, địa chỉ: Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai. Lâm Viên Thủy Hoa cách thị trấn Sapa chưa đầy 1 giờ đồng hồ đi xe. Đến Thủy Lâm Viên, du khách sẽ được đắm chìm trong một không gian tuyệt đẹp của cánh đồng Võ Lao và dòng suối Nậm Mả thơ mộng. Bên cạnh đó, địa điểm du lịch Lào Cai nổi tiếng này vẫn giữ lại những nét đặc trưng về văn hóa của người dân tộc Tày với các trình diễn hát then và hát lượn đặc sắc. Vì vậy, khi ghé thăm Lâm Viên Thủy Hoa trong chuyến du lịch Lào Cai sắp đến, các bạn sẽ có cơ hội tận hưởng vẻ đẹp bình yên, thư thái, tìm hiểu về văn hóa độc đáo của vùng đất này. Trên đây là những địa điểm du lịch Lào Cai nổi tiếng. Blog du lịch hy vọng rằng với video bản đồ du lịch Lào Cai ngày hôm nay, hy vọng các bạn sẽ giúp các bạn hiểu thêm những địa điểm tham quan Lào Cai độc đáo và xây dựng cho mình một hành trình khám phá Lào Cai đầy thú vị các bạn nhé. Đến đây video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.